Nhà máy Hai Sướng xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mẹ của Hai Sướng sẽ nấu canh bầu, cái gô đồng kho và thịt chiên. Mình mời cô chú, anh chị, các bạn cùng xem clip nha. Đây còn bự nữa mà. Đồ này còn lớn cá nè, không thấy hột không? Một tí xíu à. Một trái nhỏ gì dễ bán hơn trái bự, khó ăn cái non gì. Mà non quá không ngon. Non quá nấu miếng luôn, ế nấu miếng bọng lên đây. Quá non. Ừ. Còn nhớ xíu à. Còn non ăn ngon. Ướp cá như ướp thịt cho nó thấm rồi mình kho với chiên. Cho miếng nước màu vô. Muối. Cá gô đồng khô khô. Khô khô. Ngập tỏi vô. Miếng nước mắm. Mình nấu canh.
hết sơ quá. Để thịt cũng hơi cua nha. Mùi quá thơm luôn. Mà chiên giống như kìa luôn mà. Chiên này giống như kìa luôn. Chiên cái nó vàng. Chiên vàng. Cái da mỡ nè. Da mỡ. Tại vì thịt này nó có nạc có mỡ nè. Cái da này giống như kìa luôn. Nạc xong thì ăn nó cứng. Nghe mùi nó bụng luôn. Quá thơm. Cũng giống như thiền. Chụm than không? Ừ, mình lấy để than không mà không mà nó khét vòng vòng cái gì ở trên luôn. Thật ra không khét là được. Thật ra nó khét. Bây giờ tôi nhắc ra đi. Chú sáp này ăn nó dẻo lắm. Chú sáp này ngon. Chú này được 6 nãy. Chưa kẹo không? Chưa, để về cho nó thấm đều. Nó kẹo kẹo rồi, nó để thành ngọt hành vô. Nó kẹo vậy ta đây ta. Để tiêu để hành vô là tắt bếp. Tại vì cái bếp này nó nhỏ quá à, cái nồi mình nó lớn quá, cái nó sâu chính giữa không à. Trộn cho nó đều chứ. Nồi lớn mà cái chụm cái bếp gà vàng á thì nó đều. Nó phải ra đều. Con này nó chính giữa không à. Nó hơi nóng.
nguội mới ngon. Còn phân nữa, còn phân nữa để nguyên trái. Chuối vàng hết sức vàng luôn, ngon hết sức luôn. Canh bầu thịt bằm với cua. Bầu cua. Cái này gọi là bầu cua. Có bị chuối luôn nha. Đấy, nhà ăn cơm. Ăn cơm. Cả nhà ăn cơm. Cua hả? Đây là thịt bằm với cua. Có mấy con cua. Mình mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn cơm với gia đình của mình nha. Ăn canh nào nó ăn. Ăn bầu được không? Ăn cơm xong vậy hả? Nếu ta mà đồ ăn mình nó không ăn được thì ăn cơm không vậy hả? Cắn cắn chơi gì nè nè nè, cho con cắn này chơi nè. Nổi nữa hả? Cắn này nè. Đó, nè. Chơi đi nha. Mốt, đưa cái muỗng này nó mốt. Thấy chưa? Ồ, ngồi đây đi. Đâu có chờ. Nè nè, ăn đi cơm mâm đi. Nó bắt đầu nó dậy là nó bắt đầu. Nó là mút ha mọi người. Mút cho cái gì cho nó cầm, cho nó cái chuối này, cho nó cái chuối này. Mì mì luôn nhảy mì. Đây mẹ ra cái miệng cái ly cho cái gì, ly nó ngồi cặp chọt cái ly mở ngồi cả buổi luôn cái muỗng này. Có mắm ngọt mà. Không. Cũng có. Thịt chiên mà chiên mình mới ướt cũng vừa ăn rồi. Chắc nghĩ tốn thật. Ừ, sao thịt chiên hơi chấm nước mắm chân thì cho mặn vô. Ừ. Ừ. Ăn cơm. Chấm nước mắm chân này, ăn cơm. Vậy hả? Chích vô ăn. Có cày mày. Nước luôn rồi. Nước không vậy hả? Đụng vô là dính đi chén luôn đó. Lại lỡ là lỡ đụng rồi. Gắp đi chén luôn. Đụng vô là gắp luôn rồi. Sao mà thịt nó có mỡ mỡ thì dễ ăn ngon ha. Thì nó ngon. Thịt này nó già, không có dai. Không, không có mỡ nhìn nó không hấp dẫn. Màu mình mới tâm mới khác là bán rồi. Canh ăn ngọt sợ. Có thịt đâu. Này. Nhìn dưới vậy? Nờ, có cục đá mê rồi. Mình dạ ba. Sao? Anh hai cho cục đá quá ngon ha. Thằng mất tiêu nó kiếm. Thằng đá ngồi từ tan càng ngày càng nhỏ nó kiếm mà nó kiếm mà. Mất tiêu rồi. Ngồi mất tiêu một mất tiêu luôn. Ba hết trơn còn nó kiếm mà. Ờ, mất tiêu rồi. Bum. Bum. Dạ, không có lụm luôn. Ừ, ngon. Tiêu phục nước lá luôn hả con? Đó, nước quần con. Cái gì? Bà kỳ quá. Nam mi kìa, nam mi ơi. Mà ra ông sụp. Ngọc, ngọc, ngọc con kìa.
Cho. Quay chuối rồi, quay chuối rồi. Quay chuối rồi. Chuối sáp rồi. Ăn Quy ơi, chuối à. Cảm ơn cơm con chuối nè. Chuối đâu cọc ơi. Chuối đâu chuối rồi. Chú nhà chồng mà. Chú nhà chồng có vậy đó. Nghe cầm á, không? Hôm nay chồng ở vườn đó, nắng chuối đó đó. Tốt ghê đó, u nù. Mà cả nhà ăn chuối nấu. Cái nhìn đi, cường xạo kìa. Ờ, mấy dẹp nè hả? Ăn đi mà ăn chuối rồi. Đồng ý là gật đầu. Còn không chịu lắc đầu. Chạy à, cua kìa, không cua. Bốn cua ăn hết. Bốn cua ăn hết. Cũng ít gia vị, cũng làm vậy mà không ra. Mặt làm gì vậy? Mầm 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 đó là nó ma. Mầm 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 cá cây đổ luôn à. Ăn đi Quý. Em ăn ba trái rồi nè. Nãy giờ em hơn ba trái. Ăn trước là hơn ba trái. Chú nhà bao ăn luôn á. Bao ăn no luôn á. Hai xuống xin kết thúc với nha cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn lý tiếp theo của Hai xuống nha. Hai xuống cũng cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hai xuống. Chúc cho cô chú anh chị các bạn luôn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc nha.